Chào New York, xin chào cả nhà. Ở đây giờ để vào trời nó cứ bổ sung thêm. Chắc Dũng mới quay thêm ba miếng hay quay nữa nè. Hồi nãy ăn một miếng này ăn hết rồi. Rồi nè. Thơm thiệt hay thơm luôn á. Chào Dũng. Chà độc thân vui tính nè. Giờ chịu có vợ rồi. Nè. Quá trời ngon luôn á. Nào nè, cái miếng này cũng quá ngon luôn. À, cả nhà xem nha, đó là mà khỏi đi mua heo quay không, thôi mua cũng 6-7 bao à. Mua thịt ba chỉ về làm kéo đi sợ nha, cái miếng này kéo chết nha. Hai miếng này á, miếng này cũng kéo luôn. Còn miếng này thôi rồi, miếng này nè. Cả nhà xem đó nha. Còn cái dĩa này rơi rồi, chắc hay vô thùng rác rồi, hẻm hay ăn đâu. Chốt dĩa ra cho vô thùng rác rồi, dĩa súp nè. Xương súp này lát vô thùng rác rồi. Không ai ăn hết. Sườn non không bỏ rồi. Chốt vô thùng rác giờ. Ở Việt Nam mình hồi xưa sống mình đó, chú mấy chú nhậu kiếm nản ra nhà mình nó có xương súp cho liền vết lên nóng hổi cho đây những hàng này nó cả nhà xem đó nha. Nhà hậu quay Dũng ướp rồi bỏ vô lò nướng này nè, bỏ vô cái lò này nè. Bỏ vô cái lò này nướng nè cả nhà, là nướng này nè, mới nướng để bữa đem trời đi thêm hả. Đây nè, còn đang nướng nè. Cái đó là cái lò nướng này nữa. Bữa đây mình còn nhắn giữa này cái lò nướng nữa nè. Giờ còn cái nhiêu sốc bằng nè. Đang lại cái sốc này là mình bốc viên á. Nãy ăn rồi, bữa giờ còn kia là cái gì. Cho đây mới thấy nè. Ăn nhiều nhiều nó là hết rồi. Nếu mà già ăn thì ngon đó cả nhà thấy không? Mình cái mạnh nó dậu dậu nước. Bây giờ còn nhiêu nay ăn một chậm là hết luôn. Giờ đang cha con đang đứng bài dầu con trai hai nữa đó. Giờ lớn thì mình để ba với ảo, mình không có được mấy chai, mình không có chơi bài. Ăn có chiều nay nó là hết luôn. Rồi sốc tự vậy mà còn nhiêu đó cả nhà. Okay. À, thấy không? Thầy khá tay không? Độc thân dư tính à. Độc thân dư tính. Cá này là chỉ mua mắc tiền mà nó hơi bờ nữa. Nó cháo. Cá mà phi lê mình á. Thì cháo không biết thôi, còn cá phi lê nó rẻ hơn. Có ba là mấy mà hôm nay ta 7-8 đồng thôi. Cái này lúc đó mà không mấy hôm đi tóm là mấy hàng mình coi giá không bán. Vô hết rồi. Dạ, dinh nhiều rồi.
Bây giờ hai chồng hai đứa con kiến trước thì 600 như người 2.000 đi, 6.000 con 8.000. Ví dụ nha, cái thủ cho mình nó hổng được 600 mình đi là ra vô ngàn tư nó là 2.000, rồi năm ngoái thì 1.200. Good.
chơi game chứ, đi coi coi chơi game. Look, I'm dancing. Trời ơi, hèn chi. Nãy giờ chơi game nè. Đó, ba đứa chơi game, có hỏi mà ba thằng. Ba cậu lớn mà giờ tới ba nàng nhỏ. No. What are you doing? It's not so good. What are you chose this because you know who did that? I don't have it. You guys just have to press this button in order to do it. You don't actually have to press the hole. So you copy everything. Even though I told him 100 times. Nó nè, rồi mát 7 tuổi với rồi 7 tuổi luôn. Nó nè, 9 tuổi. Đây là do chừng nay ngon hơn ngày sáng. Sáng bị như vậy. Thái Út Tấn mới qua. Đem gạo thơm qua. Mời thằng này, Thái Duy Sơn có qua. Vừa nói nó có mấy đứa nhỏ qua này đông mà cho nó chơi vui. Phải mua cái tấm một mà chúng hay vậy. Con vô 1400 chưa? Có coi lại, có coi cho nhiều không? Có Dũng vô hả? Có rồi. Có rồi hả? Bây giờ thì chặt rồi. Nghe không ngon rồi, cái không ngon mà nghe thấy rồi. Cái giòn hơn. Không giòn rồi. Mà cắt già biết không giòn rồi. Nãy cho tới một chút xíu hả? Ngon. Nó khác. Ấm ba đứa luôn, ấm ba đứa luôn. 60 pounds. Ngoài vậy mà mấy à? Chắc chưa tới phải nướng một chút ha, chờ tới. Đúng quá. Which one are you? It looked good. You guys have to hold it.
Gì ba? Nào cũng khói đầu bếp đi. Phật! Hả? Thì mình học cũng khói đầu bếp đó. Nhặt miếng đấy chừng nào mới rồi? 5 phút mới tới hả? À, ok. Trên chút thôi nhưng mà cũng giòn ngon lắm, để nó phải cạo bớt rồi hay cạo bớt rồi hay khác, còn đây làm tôi bún nó mới chặn miếng nè, cái này làm tôi bún cho tính là quét qua để làm tôi bún để lấy hồ nữa chưa lấy hồ đây tôi bún nha, cho tính nè. Nè, ăn bún nước lèo là phải có rau này nè, ở bên chỗ cái chỗ dùng của Tấn có bán và bên mình đây không có, kỳ sáng đi mua không được nè, này là rau húng lủi mình á, mình không biết ở cả nhà kêu bằng gì, cho mình thì kêu bằng rau húng lủi ở miền Tây mình á, ở Sóc Trăng mình kêu bằng rau húng lủi, cái xứ mình ăn bún là phải ăn này nè, ăn rau này nè cả nhà, đó, giờ nấu cái nồi nước sắp là sâu rồi, giờ để mình trộn bún nha, nhà cả nhà xem nha. Tôi bún hấp dẫn không? Đó là làm cho Tấn nè. Cá nè. Tép nè. Cá bự bự con cá đây. Cái này tép lớn lớn con không? Cái nhà xem nè. Tép con nào nấy thấy ham luôn á. Để cho thấy gõ đi. Nè, con tép này thấy bự vậy nè. Hộp chừng cả mấy đồng à. Không mấy đô la chừng cả 2 kg, nếu 5 thôi thì 2,5 kg. Vui vậy đó. Hấp dẫn không? Đó là tôi bún này nè, làm cho anh trai thứ Nam theo chung, tại vì thằng bé nó ở nhà, nhà không có mấy à mẹ nó phải cho chăm chút xíu mình gửi cho anh vô, ok chỉ nha, để mình trụng nha cả nhà, nó sâu lên cho nó sâu lên, thì thấy không, nước súp nó vàng, thầy bảo mình nói vàng cái tôi mở này lên cái vàng mình nay nồi nó súp vàng nhà ươm luôn, nó là vậy đó, không có đen đấy, là chuẩn đây, chuẩn cho Tấn ăn, ok nói hỏi nó cơ bản không thể ăn gai này nè, ở này nè, đó là gai mình nè, ăn phở cũng được, ăn cái gì cũng được hết trơn, ở đây giá rẻ quá rồi. Cái gì đây? Cũng là ngò gai. Ngò quá, lớn họng. Cái gì đây? Cái gì đây? Cà húng vậy đó. Ok, đây quá đây nè. Đó, nè cà húng nè, nghề rồi.
cái tính mới đem qua. Mai thấy dĩ sơn ở nhà, hay thấy là mẹ nó kém chăm đó. Mình ra, mình có quà để mình gửi đồ ăn. Mà gửi đồ ăn cho anh dâu. Mà là anh dâu gửi đồ ăn cho mình quà. Này bánh ít đi, bánh quy lại. Cái nhà thấy không? Nè, đây những quà nào thế này. Nè, đây ăn, ăn hết cho mình. Như là mình thấy á, nó có trụng. Bà lớn quá. Thương gia Việt Nam nha, con tép á, cũng như nó pha muối á, gà muối lên nó tan thành nước á, nó ăn cơm mà không ai biết hết trơn. Ở đây khá nông gà đó, có thằng nhà bên này mình ăn nó mặn sẵn rồi thẩm bên em. Nó nói ra cho thương gia Việt Nam mình làm trong xú rồi để ý, cứ pha muối nó lên đi. Bao nhiêu cái muối là bao nhiêu cái tép vậy, ví dụ mình từ từ mình đừng pha nhiều quá, ví dụ đó. Nó bên Nam Mỹ là vậy đó. Đây rồi cá mình mua cá phi lê bữa nay Dũng mua cá là mắc tiền 8 đồng mấy bao mà lúc cá này nó bở là cá phi lê mà lên một thôi mà chưa bữa nay tại có chín non chứ thường thường là ăn ba thứ là tép thịt heo quay với cá thôi. Ok vậy ha, chút xíu mình quay lại nha. Ok cảm ơn. Sugar, yeah. Three.
Hôm ba ăn thành đi ăn chơi, bây giờ tới ba đứa nhỏ. Đây đây em. Up. Lock space. I'm gonna sit on my phone.
Oh my god, thứ giúp rồi. Sao đi? Please, because Bobby took my character. Cái gì động mà ba? Ba. Ba. Dính đâu? Tấn qua trễ. Thằng hơi buồn chút. Này đề nghị nè. Đề nghị của mình á, con trai mình thấy có tính. Ông về qua nhà mấy lần. Ra nhà con nha mấy lần. Con kỹ lắm, không có cho đi đâu vậy thì sợ Covid á. Không có đi cho đi đâu, không có thì đâu, không có chị cho đi. Đã chặt miếng nữa, hả? Cái mời chặt hai miếng này. Mới xin xúc này lá bỏ trong rác rồi. Con sẽ quay thêm mấy này để. Nhà có rồi, anh không có gắn, cha mẹ nghe nói sách đi cho mò mua băng Việt Nam đồ order gửi về cho mình,
Hold on one second, Jen. Oh, we got something forming there. Trai này vậy chứ không như thấy gì sao mới ở nhà má mới coi chừng này sợ Covid không dám cho đi đâu hết gan thằng cưng cái trứng mỏng nãy quên nói coi rồi ì lá nà qua đây sợ là chỗ phá thì dám mà nhà Vinh cũng phải lại luôn. Ok
Rồi. Ba người này chơi nè. Trời ơi. Chơi game đó. Đây ba nhóc đây. Nãy tính ẵm ba đứa này luôn, nặng dữ lắm á, 200 mấy tàu. And there's one. And your arm. Okay, love it.